Thưa quý vị, người Nhật nổi tiếng trên thế giới với tính tự giác và kỷ luật rất cao. Trong công việc, người Nhật luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự cầu tiến và hăng say với công việc họ làm. Nên bộ tiêu chuẩn 5S có nguồn gốc từ Nhật Bản đã và đang được áp dụng rộng rãi ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam và trên toàn thế giới. 5S là gì? Thứ nhất là series sorting out, có nghĩa là sàng lọc những cái không cần thiết tại nơi làm việc và loại bỏ chúng. Thứ hai là certain storage, là sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp và đúng chỗ của nó để tiện sử dụng khi cần. Thứ ba là sensor, standing the workplace, là phải luôn sạch sẽ, vệ sinh, quét dọn, lau chùi mọi thứ gây bẩn tại nơi làm việc. Và thứ tư, Selective Sixteen Standard, nghĩa là săn sóc, đặt ra các tiêu chuẩn cho 3S nói trên và thực hiện liên tục. Còn thứ năm, C2K, Sticking to the Rule, là luôn sẵn sàng tâm thế để làm việc tốt nhất. Nói một cách đơn giản là 5S là phương pháp quản lý sắp xếp nơi làm việc hiệu quả. Và để hiểu rõ hơn về phương pháp này thì mời quý vị cùng đến với công ty trách nhiệm hữu hạn gạch men Hoàng Gia, đứng chân tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Đây là một trong hai doanh nghiệp được Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chọn để tổ chức tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện phương pháp 5S cho công đoàn cơ sở các đơn vị. Ép, sấy, tráng men, in, đưa vào lò, đến phân loại, so màu, đóng gói. Tất cả các khâu đều được thực hiện tự động. Trước đây cũng giống như nhiều doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng, mặc dù áp dụng hệ thống sản xuất tự động tiên tiến, công ty trách nhiệm hữu hạn gạch men Hoàng Gia cũng không thể tránh khỏi tình trạng khói, bụi, môi trường làm việc bị ô nhiễm. 5S chính là bước tiến đến phát triển bền vững được công ty trách nhiệm hữu hạn gạch men Hoàng Gia lựa chọn và triển khai thực hiện từ năm 2018 dưới sự hướng dẫn của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. 5S là nền tảng cơ bản để thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng. Phương pháp cải tiến này xuất phát từ quan điểm nếu làm việc trong môi trường lành mạnh, sạch sẽ, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần người lao động sẽ được thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn và có điều kiện áp dụng một hệ thống chất lượng hiệu quả hơn. Đây là một trong năm dây chuyền lò nung tự động của công ty trách nhiệm hữu hạn gạch men Hoàng Gia. Trước khi áp dụng hệ thống 5S, trung bình mỗi ngày, mỗi lò nung được cung cấp hơn 500 MBTU nhiệt lượng để tăng nhiệt độ cho lò và cần khoảng 21 lao động. Đến nay, với phương pháp 5S, mọi hoạt động của nhà máy được theo dõi qua hệ thống, được sắp xếp, tinh gọn. Doanh nghiệp tiết kiệm được gần 7 triệu đồng một lò một ngày và giảm 3 lao động. Hiện 100% dây chuyền sản xuất ở các khâu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn gạch men Hoàng Gia đều áp dụng hệ thống 5S. Tính xem ra so với những đợt trước thì là mình giảm được chi phí nè. Thay vì đợt trước mình làm một cái mét vuông gạch đó là 10 đồng thì nó giảm về còn có 9 đồng thôi. Khi mà giảm như vậy, giảm cái giá thành như vậy, mình được cạnh tranh được những cái đối tác khác và cái mức lương của công nhân sẽ được nâng lên. Thì cái mang lại cho cái con người đó, thứ nhất là cái tinh thần tự giác, hồi thứ hai nữa là mọi việc nó sạch sẽ, nó gọn gàng, nó ngăn nắp, nó không như hồi xưa. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp mà hệ thống 5S còn tạo môi trường sạch hơn, thoáng đãng hơn cho người lao động từ các xưởng sản xuất đến các bộ phận nghiên cứu, hành chính của công ty. Cải tiến 5S thì toàn bộ các anh chị em trong nhà máy là được, có nghĩa là thích nghi với môi trường lành mạnh, sạch sẽ, thoáng mát, làm cho anh chị em có một cái sức khỏe để làm việc rất tốt. Là một trong số doanh nghiệp đầu tiên áp dụng thành công phương pháp 5S, mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và tạo môi trường an toàn vệ sinh lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn gạch men Hoàng Gia được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn là đơn vị tiêu biểu để tổ chức tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng phương pháp 5S cho các đơn vị công đoàn cơ sở học tập. Tôi rất là tự hào khi Liên đoàn Lao động tỉnh đã chọn Hoàng Gia là một cái đơn vị tiêu biểu để lan tỏa và ứng dụng cái chương trình 5S. Thì với phương châm là an toàn hơn, năng suất hơn và hiệu quả hơn. Và từ khi chúng tôi hoàn thành 5S, thì cái hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất chúng tôi tốt hơn hẳn. Môi trường lao động tốt hơn, nhân viên làm việc được khỏe hơn. Đó không chỉ là cái điều mà doanh nghiệp mong muốn và mỗi cán bộ công nhân viên đều cũng mong muốn và duy trì được. Công ty trách nhiệm hữu hạn gạch men Hoàng Gia đang tiếp tục nâng cấp phương pháp 5S thành hệ thống Kaizen phát triển toàn diện. Những phương pháp sản xuất theo hướng tinh gọn, cách thức quản lý mới theo tiêu chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia cũng đang là mục tiêu hướng đến của doanh nghiệp nhằm gia nhập vào chuỗi sản xuất toàn cầu.